Long, dạ. Ba con sao rồi hả? Dạ, ba con còn ở trỏng á. Bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói bị nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim à? Dạ. Ba con uống thuốc điều không? Dạ. Cô Năm. Chị Năm. Sao rồi? Hả? Rốt cuộc là chuyện gì? Thanh Lâm, chuyện gì vậy hả? Tại sao ba con bị cấp cứu vậy? Chị Ba. Thanh Tâm, tại sao mọi người im lặng vậy? Chị Năm. Rốt cuộc có chuyện gì? Chị Năm. Hả? Chị bình tĩnh đi. Anh Ba đang cấp cứu trong đó, không sao đâu chị à. Cấp cứu? Có chuyện gì? Ba con có chuyện gì mà cấp cứu? Chị Ba. Bác sĩ, anh tôi sao hả chị? Mọi người nên vô thăm bệnh nhân lần cuối đi. Ông ơi. Không. Anh Ba ơi. Sao lại ra nông nổi như vậy hả anh Ba? Ba, Ba nhìn con đi Ba. Ông ơi, tôi biết lỗi tôi rồi. Tôi hại ông mà ông nói gì tôi đi. Ông Liêm, nói gì tôi đi ông. Ba muốn nói gì với chú Út phải không? Anh Ba ơi, anh có chuyện gì nói, anh tự tự nói cho em nghe ba. Anh Ba rồi. Dạ. Dạ, em biết rồi. Tụi em sẽ chăm sóc má thật là tốt anh Ba. Anh Ba ơi, anh đừng bỏ em nghe anh Ba. Đừng. Anh Ba ơi. Anh Ba ơi. Nếu anh có mệnh hệ gì thì chị Ba với Thanh Lâm sống sao đi. Ông ơi, tôi biết rồi. Lỗi tại tôi hết. Lỗi tôi hết. Ông tha lỗi cho tôi nha. Ông, nói gì với tôi đi ông. Ba nhìn con đi ba. Ba nhìn con nè ba. Con nghe. Anh Ba. Ông ta nói với tôi đi ông ơi. Ông nói gì tôi đâm đi. Ông nói gì tôi đi. Alo, anh Lâm, sao? Ba làm sao? Ngọc Phụng. Mình ơi, con sao vậy? Mẹ nội ơi, Ngọc Phụng ngoan, Ngọc Phụng đừng khóc. Mẹ nội ơi, Ngọc Phụng ngoan. Lâm à, bà nội đâu con? Dạ, nội con ở nhà với Ngọc Phụng chứ. Ông ơi, ông đi ông bỏ mẹ của tôi tại vậy sao ông? Nhưng mà má, phải chị ông đừng có rước má lên đó thì ông đâu có chết sớm, ông đâu có chết quán uống gì đâu. Thôi mà má, đừng có nói nữa mà. Sao mẹ không cho má nói? Ba mày chết quan quá. Lâm ơi là Lâm. Chị Lâm à.
anh ba cũng là con của má. Mình cũng phải để cho má gặp anh ba một lần cuối chứ, hay chứ không? Không được đâu. Chị sợ má lên má thấy cái cảnh này má chịu không có nổi. Ông ơi. Cô Năm, chú Út nói đúng đó. Phải rước bà nội cô lên đây để gặp mặt ba con lần cuối. Năm à, cô đi theo cậu đi. Cơm đi bà nội. Giờ cha con thằng Lâm về, rồi cùng ăn luôn thể. Bà nội đừng có đợi nữa, bà nội ăn cơm đi. Ăn đi nội. Anh Liên đâu con? Ba con đi đâu? Tụi nó đem ba con đi tới bây giờ mà chưa về. Nội muốn gặp nó. Thanh Liên, tụi nội con về nữa sao? Con không muốn gặp má nữa sao? Không, tôi phải đi tìm nó. Tôi phải đi tìm nó. Nội ơi, nội ơi, Thiếp. Lại đi nhanh như vậy chứ? Ba con bị nhồi máu cơ tim, đưa tới bệnh viện nó không nói được gì rồi. Chị ba, chị đừng khóc nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Chị à, chú của con đâu rồi? Lúc nãy Ngọc Phụng gọi điện nói là bà nội khóc không chịu ăn cơm, cứ là đòi đi kiếm ba con á, nên chú về chở bà nội lên rồi. Tội nghiệp má quá, chắc là má biết hết mọi chuyện rồi. Sức khỏe của má như vậy, không biết má biết chuyện có chịu được không nữa. Má. Anh Tâm. Dạ. Con đưa má đến đây làm gì vậy? Sao chỗ này, chỗ nào mà có cái mùi lạ vậy con? Đây là bệnh viện mà má. À, bệnh viện hả? Ờ, Ngọc Phụng, đưa bà nội về thôi, bà nội không bà có ngoại, được. Bà ngoại, bà ngoại nghe theo cậu con đi mà bà ngoại. Má à, má không muốn gặp anh ba con sao? Anh ba đang ở bệnh viện mà má. Anh ba ở bệnh viện? Dạ. Ở bệnh viện. Má à, một lát á, gặp anh ba má thật bình tĩnh nha má. Má à. Cái gì vậy con? Má à, anh ba mất rồi má à. Má hiểu không? Má. Má hay nghĩ lắm. Dạ. Em. Dạ. Má.
Thanh Liêm ơi, Thanh Liêm. Thanh Liêm ơi, Thanh Thắm. Con nói con giỡn quá đi vô. Gặp Thanh Liêm mà, Thanh Liêm đâu rồi? Ba con này nội ơi. Ôi ơi. Thanh Liêm, con ngủ hả? Chàng ơi, 60 tuổi rồi mà còn ngủ nướng. Má, dậy đi con. Má, Thanh má, Liêm má. Dậy đi. Má ơi. Dậy dậy dậy. Anh ba đang mệt. Ba để anh ba ngủ thôi má. Đừng má ơi. À. Nó mệt hả? Dạ. Mệt phải rồi. Hồi nhỏ xíu nó đi làm sớm làm mướn cho người ta đó con. Lúc đó nhà mình khổ lắm. Thanh Phương thì nhỏ, con có chút xíu là thanh căn. Mà không có ai làm gì ra tiền, cho nên là nó phải đi làm mướn, đi kiếm tiền. Mà có tiền á thì mới mua gạo được. Ta thương lắm, nhưng mà đâu có cách nào khác. Để cho nó đi làm mướn về nuôi cho cả nhà. Con mệt lắm hả con? Con ngủ thêm chút nha. Được rồi, má không kêu con nữa đâu. Để cho con ngủ. Ông ơi, sao số ông khổ quá vậy? Đời ông chưa có một giấc ngủ ngon mà ông đã ra đi vậy ông Liêm. Ông tỉnh dậy đi. Chị Ba, chị bớt đau lòng tỉnh đi. Tỉnh dậy đi ông ơi. Ngọc Mai, ông sao ơi. Con khóc vậy? Để ông cho nó ngủ, ông đừng làm ồn. Có, để cho Thanh Liêm ngủ thêm chút nữa đi bà con. Không kêu ông nữa. Thôi ngủ ngoan thêm chút nữa. Thế bây giờ sẵn có đông đủ mọi người á, tôi nói luôn, tôi không có còn khả năng chăm sóc cho má nữa. Cô chú với cô Năm đó đón má về trển đi. Chị à, chị đừng có lo nữa. Để em rước má về em nuôi. Nhà tôi đương yên đương lành, tự nhiên ông đón má về đây. Vốn liếng bây giờ mất sạch rồi, ông cũng đâu có còn nữa. Gia đình tôi cũng rất muốn hiếu thảo với má, nhưng mà lấy cái gì để hiếu thảo đây? Phải chi má cũng cho tiền tôi như cho người ta, thì nhà tôi đâu có đến nông nổi nào. Chị à, sao chị còn nhắc đến số tiền đó? Em có nói với chị là... Nói cái gì? Bây giờ tôi không nói, tới chừng nào mấy người mới cho tôi nói đây? Cả đời ba thằng Lâm hiếu thảo với má, để được cái gì? Trước mặt á, thì mọi người á, là bộ kính nể ổng. Mà thật sự sau lưng à, lén lút chia tiền với nhau. Bây giờ mấy người thấy không? Ổng cũng đâu còn màng nữa. Má à, má bớt nói vài câu có được không? Chị nói gì mà chị nói cũng nghe được thôi hả? Con à, vô dọn đồ hả? Đi đi, đi về liền. Chị Năm à, chị đừng có nóng, để em tính chứ. Chị Ba, em có hai chuyện muốn nói với chị. Cái thứ nhất á, là má muốn về sống với anh ba, để sau này má sẽ chết tại quê hương. Nhưng mà giờ anh ba đã mất rồi, em sẽ đón má về nuôi. Rồi chuyện thứ hai á, là cái sổ tiết kiệm của má. Vợ chồng em chưa bao giờ thấy cái sổ tiết kiệm đó của má. Nhưng mà số tiền nó mất tại nhà em, đợi khi nào má 100 tuổi, vợ chồng em sẽ đền lại cho mấy chị. Nè, an tâm à. Chị à, không có nói nhiều nữa. Bây giờ em sẽ đón má về, mọi chuyện tính sau nha. Thanh Tâm. Thanh Tâm. Thì má. Thanh Tâm. Dạ, má. Con nè má. Con coi anh con á, Thanh Liêm nó thức chưa? Má. Nếu anh con nó thức vậy á, con nói nó vô đây, nó có chuyện muốn nói với nó. Má. Thanh Liêm. Thanh Liêm. Má muốn Thanh Liêm về. Má muốn Thanh Liêm về. Má nói Thanh Liêm đâu rồi? Má. Thanh Liêm.
Ủa, đưa má về rồi hả? Dạ. Trời ơi, sắc mặt bộ má không khỏe hay sao mà buồn quá. Dạ không có gì đâu. Dạ. Thôi chị nghỉ nha, bữa nào em qua tâm sự chị ha. Dạ. Bà Năm nè. Dạ. Con có việc đi trước đi. Dạ. Đưa đồ cho cậu. Con đi nha cậu mà. Bà ngoại con đi. Mình lên vàng nha má. Mình anh, con đưa nội vô phòng đi con. Đi dạ. Đi, nhanh. Nội ơi, nội ở đây luôn nha, nội đừng có đi đâu nữa nha nội. Nha nội. Má. Má. Má ngồi đây nha má. Nội, nội sao vậy nội? Mẹ, hãy trước đây bà nội nhìn con là bà nội cười, còn bây giờ nó không có cười. Ừ, nội không sao đâu con. Minh Anh, con đi học bài đi. Dạ. Đi đi con. Em à, anh xin lỗi em nha. Sao vậy anh? Vì cái chuyện mà anh chưa hỏi ý kiến em mà đã đưa má về đây. Em cũng biết rồi đó, má không thể nào sống ở chỗ khác được. Ở nhà mình nó có điều kiện hơn. Anh làm vậy là đúng rồi. Mà em chỉ giận chuyện chị ba nói mấy câu thiệt là khó nghe. Em à, em cũng biết tính chị ba mà, chị không phải là người xấu đâu. Nhưng mà tại vì anh ba mất rồi, chị đau lòng quá như vậy thôi. Em thấy mình thật là oan ức. Tự nhiên tiền của má để đâu đâu, tự nhiên cứ đổ thừa cho em. Thôi bỏ qua đi em, chứ sao vậy mọi người cũng hiểu mà. Nhưng mà chị hiểu được như vậy thì tốt quá rồi. Anh lúc nào cũng muốn làm người tốt. Thì hai vợ chồng mình phải có bổn phận chăm sóc má chứ. Em đâu có nói là không chăm sóc. Nhưng mà em chỉ sợ người ta nghĩ là mình vì tham tiền của má, cho nên mới chăm sóc má. Em đừng có nói vậy mà. Hả? Bây giờ mình tính sao đây anh? Hồng Ánh nó có chịu tới nữa không? Không có nói là không có ổn đâu. Để một lát anh gọi điện cho chị Năm thử xem. Long à Long, Hồng Ánh ở đâu rồi? Về nhà má nó rồi. Sao nó lại về nhà má nó? Thì nó muốn về con cho nó về. Sao không biết được? Mày đánh nó phải không? Mày làm gì nó rồi? Còn có đánh nó đâu, con chỉ nhéo lỗ tai nó thôi. Trời đất ơi, mày khùng hả? Hèn chi nó về nhà nó là phải rồi. Con ơi là con, vợ mày nó vừa ngoan ngoãn hiền lành, lại mụng mang dạ chữa nữa. Mà tại sao mày nỡ lòng nào mày hành hạ nó chứ? Ai biểu nó tối ngày cứ đòi ăn này ăn nọ. Trời đất ơi, thì nó có bầu, nó phải đòi ăn này ăn nọ chứ. Nó phải ăn cho nó đâu, nó ăn cho đứa nhỏ trong bụng á. Trời ơi, mày làm cha rồi mày sao mày ngu quá vậy? Mệt máu quá, nó còn chê nhà mình nghèo nữa kìa. Con là con sai rồi. Mau đi với má. Đi đâu? Trời ơi, đi lấy xe rước con Hồng Ánh về đây. Thôi con không đi đâu. Trời ơi cái thằng quỷ, mau lên đi, lấy xe mau lên. Má, cái gì con không về đâu má. Sao vậy con? Vợ chồng cãi cọ với nhau là chuyện thường,
Con cũng biết mà, cái tính thằng chồng con nó nóng nảy lắm. Thôi về nhà đi, có gì má cho nó một trận. Đi đi về nhà với má, đi. Má, con không về đâu má. Sao vậy con? Nè, con đã lấy chồng rồi á, thì con phải ở nhà chồng chứ. Con về nhà má ruột con hoài à, không hay đâu con. Con sao? Con về nhà đi ha, có gì má làm chủ cho con. Con không muốn sống với anh Long nữa má. Sao vậy con? Cực khổ sao con cũng chịu được. Nhưng ảnh không phải là con người nữa. Con như vậy mà ảnh cũng đánh con cho được. Con không sống với ảnh nữa, con muốn ly hôn. Ê trời đất ơi, trời đất. Nè, con nói bậy vậy con. Trong lúc con nóng giận con đừng nên nói những cái lời đó, không có hay đâu. Hai đứa đang sống vui vẻ với nhau, tự nhiên lại ly dị vậy. Hơn nữa con lại có con. Con suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ bỏ đứa con này. Trời đất ơi, Hồng Ánh, nói bậy nữa bà không à. Hồng Ánh à, mình cãi nhau rồi lại về. Em đừng vì chuyện nhỏ mà làm lớn chuyện như vậy. Với lại hôm qua anh nhéo em á, là anh chỉ giỡn với em thôi à. Nếu mà em giận á, em nhéo lỗ tai đi. Em nhéo hai bên luôn cũng được nữa. Nè, em nhéo đi. Anh tránh ra đi, anh đừng có diễn cái trò này với tôi nữa. Má nè, Hồng Ánh à, con để hai lỗ tai nó làm chi vậy? Con nhéo đi đi, nhéo bầm tím cho má. Nhéo đi con. Nhéo đi em. Con không nhéo em má nhéo đi. Má nhéo à. Cái gì vậy? Dạ. Trời đất ơi, tao chưa nhéo mình la hả? Giả bộ, tao cho mày giả bộ, tao nhéo thiệt à. Đau má, đau, đau. Nhéo đi con, nhéo cho má. Nhéo đi. Đau, nhéo. Đau má. Nhéo. Trời ơi, chết, trời chết. Để à. Má à, cơm ngon lắm má. Cơm trứng chiên nè, cái món mà má thích nè. Má ăn miếng nha má. Má. À, hay là má chút xíu thôi, con đưa má vô phòng ngủ nha. Nghe. Má, má sao vậy anh? Má ngồi từ chiều tới giờ không nói năng gì hết á. Má à, má, hay là để con đưa má vô phòng nghỉ nha má. Nha má. Để anh chứ. Má. Má, à, hay là con bế má nha. Con bế má vô phòng nha. Nha. Má làm sao vậy má? Má. Em, nằm ở cửa đi. Má à. Chào chị. May quá, Thục Quyên tới rồi. Vô nhà đi em. Má, má nhìn kìa. Ai tới thăm má kìa. Thục Quyên. Má sao rồi? Cùng ngồi xuống đi. Má tôi từ chiều giờ ngồi dậy đó, không nói năng gì hết đó. Má ơi. Má ơi má à. Con là Thanh Trang nè má. Má ơi, ruộng lúa trổ rồi kìa. Mình ra ruộng thăm nghe. Nghe má nghe. Má. Không sao, má ngồi đây cũng được. Vậy hai má con mình chơi trò chơi này nghe. Má sao rồi hả? Không ổn. Chắc là chuyện anh ba tôi là cú sốc lớn đối với má tôi. Không hẳn là như vậy. Nhưng bệnh của má đến giai đoạn không biết gì nữa rồi. Anh chị tính sao đây? Thì bây giờ vợ chồng tôi chỉ biết cố chăm sóc cho má tôi thôi. Không được đâu. Giai đoạn này cần có người phải hiểu chuyên môn. Tôi nghĩ là phải nhập viện. Phải đưa má vô viện dưỡng lão đi. Viện dưỡng lão hả? Anh Tâm mà. Anh Tâm. Con. Anh Tâm. Má tỉnh rồi hả? À, má đói bụng gì không? Để con đi hâm đồ ăn lại cho má ăn nha. Không, má không có đói. Thôi được rồi, để con đi hâm đồ ăn cho má nha. Má ngồi đây đi. Anh Tâm mà. Dạ. Có phải má mắc bệnh gì không? Mắc bệnh lẫn á con. Hồi nãy bác sĩ nói đó. Má tỉnh trí hả má? Má đâu có lẫn gì đâu con.
Con nói thiệt với má đi. Con à. Dạ. Có phải thời gian qua má bị lẫn, má làm cho con khổ lắm hay không con? Không có đâu. Con à. Không có đâu mà. Con là con của má mà. Con chăm sóc cho má là bổn phận của con mà. Con dạ. Má, má muốn vô viện dưỡng lão. Má, con đưa má vô dưỡng lão đi con. Má ơi, bây giờ má đói bụng nha. Để con đi hâm đồ ăn lại cho má nha. Rồi con đưa cho má. Má ngồi đây nha má. Má. Không, má không có đói đâu con. Má nói lại với con một lần nữa. Con đưa má vô viện dưỡng lão đi con. Má làm khổ con nhiều. Không. Má nghe con nói nè. Con đi hâm đồ ăn cho má. Con đút cho má ăn. Rồi ngày mai á, má muốn đi đâu rồi đi, con đưa cho má đi. Chịu không? Nghe má. Bây giờ má ăn, rồi ngày mai con cho út má đưa cho má đi. Nha. Nghe má. Chào má. Má. Ủa. Không sao rồi hả má hả? Không sao đâu con. À chị, vô nhà đi chị. Đêm hôm má có ngủ không em? Má hả? Nửa khuya má mới ngủ, nhưng mà sáng sớm má thức dậy rồi. Đang ngồi đó. Má. Ủa, Minh Hạnh đâu rồi? Dạ em đi làm rồi chị. Sắp tới đó, con Hồng Ảnh nó không tới nữa. Để có gì chị qua chị trông má cho. Em cứ yên tâm đi làm đi. Sao, Hồng Ảnh nó có chuyện hay gì? Nó không được khỏe à? Cũng có chút chuyện. Con Hồng Ảnh với thằng Long nó gây lộn với nhau. Em thấy đó, con Ánh nó làm dâu nhà chị nó đã cực khổ quá rồi. Mà đã vậy thằng chồng nó đó, cả ngày cứ kiếm chuyện với nó. Chị à, cái tụi nhỏ bây giờ nó vậy đó, gây lộn chút xíu là đòi ly dị à. Thôi được rồi, để hôm nay em rảnh em sang nói chuyện tụi nó. Em rảnh không ghé ngang khuyên tụi nó giùm chị nha. Dạ. Chứ thôi chị mệt quá rồi. Thiệt tình, tụi nó gây lộn với nhau, rồi con Ánh nó đòi ly dị. Nó nói nó không cần đứa con ở trong bụng đó. Nó gây với chồng nó rồi lây xuống luôn chị luôn vậy đó. Hết nói nổi của tụi nhỏ bây giờ rồi. Mà em yên tâm đi, giàu thế nào chị chăng nữa đó, chị cũng phải qua đây chị lo cho má. Em cứ yên tâm đi làm đi ha. Dạ em biết rồi, chị vô thăm má đi. Ừ. Dạ. Một đời lặng im không nói với ai. Thương mẹ lắm, thương những nỗi đau trong lòng mẹ mang khi những đứa con vẫn còn mải mê giữa dòng đời. Ngày mai đón mẹ về để lòng con ấm áp yêu thương hạnh phúc mong chờ, dù biết đêm nay dài lắm. Mong mẹ về bên con, bao yêu thương đợi mong. Dẫu có khi mẹ đã quên rồi, chẳng còn nhớ. Đón mẹ về bên con, nơi mái nhà ngày xưa, nơi có bao buồn.
dấu trong đời. Nhớ mẹ, thương mẹ, mong mẹ về, mong mẹ về bên con, bao yêu thương đợi mong. Dẫu có khi mẹ đã quên rồi, chẳng còn nhớ. Đón mẹ về bên con, nơi mái nhà ngày xưa, nơi có bao buồn vui in dấu trong đời. Nhớ mẹ, thương mẹ, mong mẹ về.